Vào những ngày tháng cận Tết, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng nắng nóng và khô hanh do thời tiết vào mùa khô. Tuy nhiên, với năm Đinh Dậu này, trong lúc mọi người đang hối hả những ngày cuối năm còn lại của năm cũ, thì trận mưa nặng hạt đổ xuống vào khoảng 15 giờ 30 phút trên địa bàn như quận 3, quận 5, quận Tân Phú, Bình Tân Bình, Hóc Môn. Ngoài ra, một số khu vực khác còn có mưa do nhưng không lớn. Do lượng mưa đổ xuống bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trèo tay, phải vội vã lưu thông hoặc tấp vào lề đường tìm chỗ trú ngụ. Cũng không ít người do chuẩn bị áo mưa không kịp nên đã bị ướt nhẹp. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa trái mùa vào chiều ngày 25 tháng 1 là do ảnh hưởng của bởi rãnh thấp xích đạo bị nhiễu động. Cường độ của rãnh thấp xích đạo hiện tại không có mạnh nhưng có khả năng tồn tại và gây mưa vào ngày mai 26 tháng 1. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa trái mùa xuất hiện vào chiều ngày 25 tháng 1 lớn nhất ở khu vực quận Tân Bình. Dự báo sau khi có mưa vào ngày mai, ngày 26 tháng 1, những ngày tiếp theo sẽ trở lại bình thường.